Những ngày qua, nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động, trong đó có tổ chức tín dụng được cho là đã áp mức 8,5% một năm. Lý do khiến một số ngân hàng đã và đang đẩy nhanh nguồn huy động vốn trung hạn là do trong tháng 7 qua, tín dụng đã tăng trưởng nhanh hơn so với huy động vốn khoảng 8%, trong đó huy động vốn tăng khoảng 6%. Lý do thứ hai, các ngân hàng cần chuẩn bị cho nguồn vốn vào các tháng cuối năm bởi đây là thời điểm nhu cầu tín dụng, nhu cầu sử dụng vốn tăng cao. Lý do thứ ba là để đáp ứng yêu cầu của Thông tư 06 từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, các ngân hàng được phép sử dụng 40% vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn. Vì vậy cần phải chuẩn bị trước nguồn vốn chung và dài hạn nhiều hơn. Để đạt được mức lợi nhuận kỳ vọng, các nhà băng vẫn đang tranh thủ đẩy mạnh hoạt động tín dụng, nhất là khi thị trường bất động sản ấm dần lên. Bên cạnh đó, hiện tượng room tín dụng tại một số ngân hàng đã hết mà ngân hàng nhà nước không chấp thuận cho nới room tín dụng đã gây khó khăn cho một số ngân hàng trong việc tăng lãi suất cho kỳ hạn ngắn. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, càng về cuối năm thì nhu cầu về cho vay càng tăng cao nữa, do đó các ngân hàng buộc tăng lãi suất huy động để đảm bảo thanh khoản.